Hôm nay thì em bán theo lô các bác nhé. Đấy, em bán theo lô 6 cái mẫu xe chỉ có trên 600 thôi. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhé. Một lô xe giá rẻ trên 100 triệu đồng. Số sàn, số tự động, nhập khẩu, lắp ráp đều có cả các bác nhé. Những dòng xe sang đều có. Đấy, với cái giá tiền trên 100 triệu đồng. Bác nào đang quan tâm đến mẫu xe nào liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Đấy, xe thì đây em sẽ mở sẵn nội thất, máy móc cũng như là gầm bệ cho các bác xem sẵn luôn. Một trong những cái mẫu xe này thì nói chung ấy là bên em đang giảm giá sập sàn luôn các bác nhé. Giảm giá sập sàn những cái mẫu xe này 20-30 triệu đồng một đầu xe luôn. Các bác đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy, bao chất vào đẹp cho các bác luôn. Xe thương hiệu, những cái mẫu xe cũng rất là lành và bền. Đây ạ, đấy. Em sẽ đi lần lượt từng mẫu xe một cho các bác cùng xem và tham khảo nhé. Với cái mẫu xe đầu tiên đây là một chiếc xe Gentra nhập khẩu. Đây là Gentra nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.2. Một chiếc xe rất là đẹp, tư nhân chính chủ, xe biển Bắc Linh. Đấy, nội thất ghế da nỉ nguyên bản theo xe. Đây ạ, nội thất nỉ nguyên bản theo xe các bác nhé. Rất là đẹp luôn, chân nỉ nguyên bản. Ở cái mẫu xe Gentra nhập khẩu số sàn này thì là một chiếc xe gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi các bác nhé. Hoàn toàn không dịch vụ taxi gì cả nhé. Đây em sẽ mở máy lên cho các bác xem cái phần máy móc của nó nhé. Máy gầm đại chất luôn các bác nhé. Con này thì máy số không phải bàn luôn ạ. Đấy, máy gầm đại chất luôn. Vâng, xe được trang bị màn hình đầy đủ các bác nhé. Hệ thống màn hình này. Đấy, xe cực chất luôn. Với cái mức giá thì cũng rất là hấp dẫn các bác nhé. 169 triệu bây giờ em giảm còn 155 triệu đồng thôi. Đấy, 155 triệu đồng cho mẫu xe Gentra nhập khẩu đời 2010. Đây, máy đang nổ đây ạ. Đây. Đấy. Máy móc cầm bệ đại chất luôn cho cái mẫu xe Gentra nhập khẩu đời 2010 này. Xe tư nhân biển Bắc Linh. Đấy, rất là ok. Với cái mức giá cũng cực kỳ hấp dẫn các bác nhé. Con này được trang bị cái nước sơn màu xanh đá nhé mọi người nhé. Trang bị nước sơn màu xanh đá đấy ạ. Đấy, một cái màu sơn cũng rất là đẹp luôn. Đây, máy nổ êm ru luôn. Đây, các bác xem cái phần máy của nó này. Đấy, máy móc nổ êm ru các bác nhé. Máy nổ đại chất luôn. Đấy, xe không khoan, không lỗi nhé. Hoàn toàn sẵn đi. Với cái mức giá cho mẫu xe này là 169 triệu. Bây giờ em giảm còn 155 triệu đồng thôi. Đây ạ. Đấy, màn hình âm thanh nhạc nhẽo đầy đủ nhé. Máy gầm đại chất luôn các bác nhé. Với cái mức giá thì cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, 155 triệu đồng. Bác nào đang quan tâm thì alo cho em. Nội thất kín nỉ nguyên bản này. Đấy, nội thất kín nỉ nguyên bản này. Gầm bệ tôn vỏ của nó rất là đẹp các bác nhé. Không mục mọt gì cả nhé. Đấy, đây, gầm bệ này. Đấy, cốp kia của nó này. Xe này thì quá là chất. Tôn vỏ không có mục mọt chi hết. 155 triệu đồng thôi. Bác nào đang quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Tiến đây, con này là một chiếc xe cũng là một trong những cái dòng xe phân khúc hạng D. Đấy, xe sang tiền tỷ năm xưa bây giờ với giá cực kỳ hấp dẫn luôn các bác ạ. Con này là con xe Hyundai Sonata 2004 các bác ạ. Là một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, trong cái động cơ máy của nó là 2.0 phiên bản số tự động nhá. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản theo xe luôn. Xe bao chất bao đẹp cho các bác nhá. Táp lô táp ly cực chất luôn. Đấy. Hyundai Sonata là một dòng xe phân khúc hạng D. Con này giá là 175 triệu đồng mà bây giờ giảm xuống còn 135 triệu thôi. Đấy, giảm giá trực tiếp xuống 40 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Sonata đời 2004 này. Một trong những cái mẫu xe phân khúc hạng D. Đấy, xe cực chất luôn các bác nhé. Máy gầm, máy số của nó rất là ok luôn. Đây ạ. Đấy, với cái mức giá con này thì giảm giá sập sàn cho các bác luôn. Còn 135 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Sonata đời 2004 số tự động. Xe bao chất cho các bác. Đây, em sẽ lổ máy lên cho các mọi người xem cái phần máy nhé. Đây ạ. Đấy. Đây. Máy nổ rất êm nhé mọi người nhé. Máy gầm đại chất luôn. Con này thì mỗi tội lăn xăng thôi. Con này thì nó tiêu thụ xăng tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Đấy. Tiêu thụ tầm khoảng 10 lít xăng trên 100 cây. Đấy, cực đẹp luôn các bác ạ. Một chiếc xe Hyundai Sonata số tự động nhé. Đấy, rất thích hợp cho các bác như nhà mình yêu thích cái dòng xe sang. Đấy. Đời 2004 số tự động.
Giá chào bán là 175 triệu, bây giờ giảm còn 135 triệu thôi. Đó, bác nào đang quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Đây, nội thất đẹp lung linh luôn, với cái mức giá rất là hấp dẫn. Đây, đây phần khoang cốp của nó thì rất là rộng rãi mọi người nhé. Cốp cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn. Đây, gầm bệ đẹp, dán trong ổn luôn từ mới rồi. Đấy, Hyundai Sonata 2004, 175 triệu đồng, bây giờ giảm còn 135 triệu đồng. Tiến đây, con này là con xe, các bạn, một chiếc xe mang phiên bản tự động, cũng giá cũng rất là hợp lý các bác nhé. Con này là một con xe Buick Exceller. Vâng, một mẫu xe Buick Exceller 2009 nhé. Phiên bản tự động máy của nó là 1.8. Đấy, phiên bản số tự động máy 1.8 Buick Exceller. Đây, em đang ngồi trong nội thất đây các bác này. Đấy, xe bao chất bao đẹp cho các bác nhé. Buick Exceller 2009 số tự động. Đấy, xăng thì ăn tầm khoảng 9 lít trên 100 cây. Đấy, trang bị tích khí an toàn, hệ thống phanh ABS đầy đủ nhé. Giá con này là chỉ có 129 triệu thôi. Vâng ạ, 129 triệu đồng và bây giờ giảm giá xuống còn 115 triệu. Vâng, còn 115 triệu đồng cho mẫu xe Buick Exceller số tự động 2009 ạ. Xe bao chất bao đẹp cho các bác. Đấy, con này thì máy gầm đại chất các bác nhé. Máy số đại chất luôn. Đấy, các bác sợ những cái mẫu xe xe đài ấy, thì nó hay hỏng và hay hỏng vặt. Nhưng con này hoàn toàn không hỏng vặt gì cả các bác nhé. Đi rất là lành và bền. Đấy, cũng như là máy số của nó khá là ok luôn. Hoàn toàn không có bị lỗi gì hết nhé. Với cái mức giá cũng rất là rẻ luôn, chỉ có 129 triệu. Và bây giờ em giảm còn 115 triệu đồng. Đấy, giảm giá còn 115 triệu đồng cho mẫu xe Buick Exceller 2009 ạ. Đấy, số tự động các bác nhé. Đấy, điều hòa mát điện tim này. Đấy, điều hòa mát điện tim này. Màn hình Android đầy đủ này. Với cái mức giá cũng rất là rẻ luôn, 115 triệu đồng thôi. Bác nào đang quan tâm thì alo cho em. Đây, máy đang nổ đây mọi người nhé. Đây, máy đang nổ này. Đấy, điều hòa đóng đấy ạ. Máy nổ đại chất luôn các bác nhé. Máy gầm đại chất đấy ạ. Đó. Vâng, với giá chỉ có 115 triệu đồng thôi cho mẫu xe Buick Exceller 2009 này. Bác nào đang quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em nhé. À, một chiếc xe số tự động rất là lành và bền. Tiến đây là một chiếc xe Hyundai Accent đời 2009 nha các bác nhé. Một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, với động cơ máy của nó là 1.4. Vâng ạ, xe được nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, máy 1.4 nhé. Con này đăng kiểm hết rồi thì bên em sẽ làm đăng kiểm mới nhé. Đây, con này mới sắp hết đăng kiểm. Đấy, sắp hết đăng kiểm bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới tinh luôn. Nội thất ghế da đẹp này. Đây mọi người xem này, nội thất ghế da mới này, màn hình này, đây, màn hình xịn sò nhá, cam hành trình đầy đủ này, trần nỉ nguyên bản coi nhá. Con này là 172 triệu, bây giờ em giảm còn 160 triệu nhá. Một chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu. Đây, một cái mẫu xe lồi đồng cối đá này, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, rất là lành và bền luôn. Đấy, chỉ có 172 triệu, bây giờ em giảm còn 160 triệu đồng. Hyundai Accent đời 2009 số sàn các bác nhá. Đó, máy số gầm bệ chất. Đây, gầm bệ nó đây ạ. Con này thì em giảm 12 triệu nhá. 172 triệu bây giờ em giảm xuống còn 160 triệu thôi. Hyundai Accent 2009 ạ. Con này màu bạc xịn nguyên bản, không có đổi màu. Đấy, được cái là màu bạc nguyên bản luôn, hoàn toàn không đổi màu các bác nhá. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe em giới thiệu cho mọi người, là một chiếc xe Forlanger. Con này là Forlanger 2002. Trang bị động cơ máy 1.8 số sàn. Vâng ạ, động cơ 1.8 số sàn các bác nhé. Đấy, tư nhân chính chủ luôn, xe rất là đẹp. Con này máy số gầm bệ đại chất các bác nhé. Nội thất đẹp lung linh. Đó, nội thất đẹp lung linh. Với giá tiền thì con này rất là rẻ các bác nhé, 145 triệu đồng. Và bây giờ em cắt giảm xuống còn 125 triệu đồng thôi cho mẫu xe Forlanger 2002. Xe máy số đại chất luôn. Con này điều hòa mát, âm thanh nhạc nhẽo đầy đủ, màn hình Android hết rồi. Đấy, với giá tiền cũng rất là hấp dẫn các bác ạ, 125 triệu đồng. Con này em giảm xuống 20 triệu đồng rồi. Giá khởi điểm là 145 triệu cơ. Đấy, giá khởi điểm là 145, bây giờ em giảm còn 125 triệu nhé. Bác nào đang quan tâm thì alo cho em. Con này trang bị 4 phanh đĩa nhé, ABS này,
Đấy, 4 phanh đĩa này. Đấy, máy số gầm bệ đại chất luôn. La răng này. Đây các bác nhìn này. Đây là phần khoang máy này. Đấy, máy móc của nó đây các bác này. Đây nhá. Đấy, tất cả xem đều lổ máy hết nhá. Máy lổ rất êm luôn các bác nhá. Đó, máy rất êm luôn. Đây các bác xem phần máy đây. Đấy. Máy nổ rất là êm luôn các bác nhá. Đời 2002. Vâng, với mức giá chỉ có bao nhiêu ạ? Con này với mức giá chỉ có 125 triệu đồng thôi. Đấy. Xe thì em mới đăng kiểm xong nhá. Đấy, đèn gầm này, đèn bi này, đầy đủ hết. Xe mới đăng kiểm mới tinh luôn các bác nhá. Đấy, đến tháng 11 năm 2023, một năm rưỡi luôn. Đấy. Quá chất luôn. Forlanger 2002. Bao chất cho các bác luôn. Đẹp xuất sắc. Giá là 145 triệu, bây giờ em giảm còn 125. Đấy. Vâng, tiến đến đây là một chiếc xe Gentra. Đâu Gentra đời 2009 nhé các bác nhé. Trang bị hộp số sàn với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy. Đời 2009 tư nhân một chủ. Đây, máy đang nổ đây ạ. Và giá em đang chào bán cho mẫu xe này là 135 triệu, bây giờ em giảm còn 125 triệu nhé. Đấy, giảm giá xuống còn 125 triệu đồng cho mẫu xe Daewoo Gentra này. Xe này thương hiệu của Hàn. Thương hiệu Hàn Quốc, máy 1.5. Đấy, chủ xe độ này. Đấy, màn hình Android đầy đủ này, điều hòa mát lịm tim này. Xe gia đình tư nhân một chủ các bác nhá. Đấy, còn 125 triệu đồng thôi. Bao zin bao đẹp cho các bác, không khoan đục, không lỗi nhá. Đấy, màu trắng ngọc trai nguyên bản luôn. Với cái mức giá cũng rất là hấp dẫn ạ, 125 triệu đồng. Gentra 2009 các bác nhé. Đấy. Nội thất rất là đẹp luôn. La răng sắt nguyên bản của xe này. Đây gầm bệ của nó đây các bác này. Đấy gầm bệ này. Gầm bệ thì nói chung là con này cũng được chủ xe dán chống ồn, chống mục mọt hết rồi. Đấy. 125 triệu đồng cho mẫu xe Gentra 2009 này. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. À, vâng, vừa rồi thì em vừa gửi đến cho các bác chị bạn xem những cái mẫu xe lô xe giá rẻ nha các bác nhé. Đấy, bán cả lô xe giá rẻ luôn. Thanh lý dập sàn cho những cái mẫu xe trên 100 triệu. Số sàn, số động này. Giảm giá từ 20-30 triệu đồng một đầu xe. Thì rất mong các bác đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Để được sở hữu ngay cho mình những cái mẫu xe này với giá tốt nhất các bác nhé. Vâng, một lần nữa thì rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi video clip của em nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bác trong những cái mẫu video lần sau nhé.